Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tải Zen Mobile quốc tế ở trong phiên bản hệ điều hành iOS, iOS. Nhưng mà nếu mà muốn tải về được ý, thì mọi người cần phải có tài khoản ở trong App Store Singapore. Đầu tiên là mọi người phải vào trong App Store, ao cái thoát cái tài khoản mà mọi người đang dùng đi, xong rồi nhập cái tài khoản Singapore này vào. Ở bên trên, dòng bên trên ý, còn dòng ở bên dưới là mật khẩu. Tất cả đều viết thường. Riêng cái phần mật khẩu ấy, cái chữ A đầu tiên mọi người phải viết hoa thôi, còn đâu là tất cả viết thường nhá. Rồi sau khi đăng nhập vào trong tài khoản Singapore thì nó sẽ có giao diện như thế này. Và mọi người cần phải tìm tên. Mọi người cứ đánh là Profile Nizen ra ấy. Nếu mà nó không ra ấy, thì mọi người sẽ cần phải xem lại cái lịch sử tải về của cái tài khoản ấy. Xong mọi người chỉ cần ấn vào rồi tìm là xong. Đây, như mình gõ đây không biết là gõ sai chỗ nào, mình tìm không ra. Rồi, các bạn quay trở lại giao diện đầu tiên, ấn vào tài khoản của mình. Pucha set này này. Đấy, chả biết tiếng Anh là gì, nhưng mà nó ở dưới cái phần, dưới cái ảnh avatar của mình kìa. Ấn vào đó, xong nó sẽ hiện ra những phần mềm đã tải về. Ở bên dưới này có tên này, Profile Nizen này. Mọi người ấn vào, xong rồi ấn tải về là xong. Ở đây mình tải về rồi nên nó chỉ hiện ra cái chữ mở thôi, open. Rồi sau khi tải về mọi người mở ra thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này, có nghĩa là chọn server. Thì mọi người chọn cái server phía dòng bên cột bên phải này, Southeast Asia. Đấy, đấy ngay phần giữa giữa này, xong nhấn OK. Hiểu nôm na thì đây là server châu Á, thế anh em chọn rất nhiều trong cái phần này thì mình cũng chọn luôn. Rồi sau khi chọn thì chờ nó tải dữ liệu về là xong, để mình tua nhanh cho nó đỡ mất thời gian. Có ba cái hình thức đăng nhập, thứ nhất là chơi ngay, thứ hai là Facebook và thứ ba là đăng nhập bằng tài khoản. Tài khoản ở giữa có nghĩa là đăng nhập bằng tài khoản của Apple, ID Apple. Ở đây thì mình sẽ chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Rồi rất là dễ dàng, nó cũng như kiểu CFL ấy, cũng đăng nhập bằng Facebook này, Zalo, Zing rồi chứ ngay các thứ. Rồi giờ chỉ tiến hành đăng nhập bằng Facebook bình thường thôi. Rồi thì bỏ qua mấy cái bước là đặt tên và bỏ qua mấy cái bước hướng dẫn thì mình đã vào được giao diện chính. Ở đây thì mình thấy nó cảm giác là không được mượt mà sao lắm, bởi vì nó vẫn có một cái gọi là cảm giác hơi giật một tí. Nhưng mọi người có thể thấy thì tất cả đều là tiếng Anh. Đấy, những ai mà chơi bản ngại chơi bản Trung Quốc thì có thể chơi bản này một cách dễ dàng được rồi. Thấy bảo là nhận được AVK đây, nhận được AVK mở gôn vĩnh viễn luôn. Rất là hay. Rồi, còn đâu ra thì cũng chả có cái gì nữa. Mới chỉ có này vào một thôi mà. Mình nghĩ là ở trong bản quốc tế này, cái giá trị kim cương, hệ thống tính kim cương rồi hệ thống bán hàng trong shop ý, thì nó sẽ giống hoàn toàn so với ở trong phiên bản Zen Mobile China. Ở đây là chế độ nhảy dù này. Rồi ở đây là mấy phần hướng dẫn đấy mà. Thế bảo xem là update từ năm ngoái mà bây giờ vẫn chưa update nhỉ? Cái bản quốc tế này nó chỉ chậm hơn so với cái bản chính thức ở trong Zen Mobile China ấy. Cùng lắm là chỉ 1 đến 2 phiên bản thôi. Cùng lắm chỉ là một phiên bản thôi ý. Mình nghĩ như thế. Và mới đầu cái gì ra thì cũng rất là mới, cũng rất là ít. Đấy, mọi người tải về, xong rồi mọi người tự tìm hiểu nhá. Từ level 5 thì mới đi rank được, nên bây giờ mình không thể vào rank được. Đấy, các map các kiểu thì cũng vẫn đang rất là ít. Đấy, sau này nó update ra nhiều thì sẽ có nhiều cái chế độ chơi các thứ. Rồi, không nói nhiều nữa. Thì clip hướng dẫn các kiểu nó cũng chỉ như thế này thôi. Đấy, vì là trong bản quốc tế mà, nên không cần phải fake IP. Chỉ cần mọi người có tài khoản của Singapore là có thể tải được về bây giờ rồi. Còn sau này không biết thì nó có trong App Store của Việt Nam hay không. Rồi, chúc mọi người chơi game vui vẻ nhá.